sơ yếu lý lịch trích ngang. Bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ. Em tên Nguyễn Hồng Thăng, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên lập trình tại Tân Bình. Bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Cao Thị Mỹ Tâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Gia Lai. Và hiện tại em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm cho tổng đài chăm sóc khách hàng nước ngoài của Vinaphone ạ. Wow, dạ. Những cô giọng gái là tổng đài giọng rất là dịu dàng. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi, những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, tính cách của em á, thì được bạn bè nhận xét là tự tính 100% hay gọi là hơi bánh bèo một chút. Và em cũng thích nấu ăn và cũng hay thích đi chơi với bạn bè, du lịch. Rồi, còn những cái điểm chưa mạnh của mình? Nhiều khi là em còn hơi bướng bỉnh một chút. Có nghĩa là hay nghe theo ý của mình chứ ít chịu nghe lời người khác. Và đôi khi là em cũng hơi khó tính, hơi kén ăn chút. Kén ăn hả? Cái đó không vấn đề gì. Dạ. Bạn trai, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh em là em biết nấu ăn. Khuyết điểm em thì em nhiều khi hay quên đồ. Dạ. Dù nhờ em không nhắc em quên. Mình tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng nghỉ quen lâu. Nghỉ bao lâu rồi? Dạ, khoảng năm, hơn năm. Tại sao nghỉ? Thấy không hợp, không hợp tính cách, không hợp. Bạn nữ thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chưa có mối tình nào chính thức cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Wow, tại sao? Mình kén quá hay là mình có vấn đề gì? Mình còn nói tính hay về sao? Lý thì có lẽ là tại môi trường chị. Thời đi học cấp 3 thì em chỉ có lo học thôi. Rồi đến khi đi học đại học thì trong lớp lại toàn là nữ nhiều. Rồi đến khi đi làm thì môi trường tổng đài chị cũng biết là nữ nhiều hơn nam. Cho nên nói chung cũng chưa gặp được ai hợp duyên á. Cũng không ai để ý mà không có tình đơn phương luôn. Không ai thích mình không thích cũng ai luôn. Cũng có người để ý nhưng mà người ta nói là duyên chưa đến hay là người tốt chưa đến, người đến chưa tốt vậy đó. Cho nên chưa thành duyên với ai được ạ. Vậy là buồn không? Mẹ em cũng nói nhiều lắm. Giờ mình quyết chí tìm bạn trai nên tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà được thì em nghĩ là khoảng tầm 2018 em muốn cưới. 2018, khoảng 1.5-2 năm nữa. Mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào? Em thích anh ấy là không cần phải quá đẹp trai, nhưng mà nhìn hiền, ưa nhìn. Và anh ấy cao hơn em thì tốt ạ. Thì em thích nhỏ con. Và anh ấy có công việc ổn định. Em thích con trai chững chạc. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Hình mẫu lý tưởng thì có thể là người đàn ông đảm đang gia đình như là anh Quyền Linh. Rồi. Nãy giờ bạn gái đưa ra cái tiêu chuẩn gì mình đáp ứng được hết không? Dạ cũng hầu hết. Hầu hết hầu có hết. Cái gì không được không? Đẹp trai không đẹp lắm được. Không cần đẹp trai lắm mà. Chỉ nhìn thôi. Vậy đáp ứng. Vậy cũng hay 80-90%. Người lý tưởng trong mơ của bạn là như thế nào? Em thì thích người phụ nữ biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ. Cái này biết lo cho gia đình, chứ đừng có lười biếng quá. Phụ nữ ít ai lười biếng lắm bạn ơi. Cũng có, cũng chăm sóc bản thân mình chứ không biết quan tâm người khác. Dạ. Có nhiều người phụ nữ em thấy vậy. Gặp rồi đó hả? Dạ. Ngoài ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, giống như ai? Giống chị Cẩm Ly. Vậy là bạn muốn thích người phụ nữ truyền thống đúng không? Dạ, hiền dạ. Hiền lành truyền thống là bên này bao luôn. Hả? Bây giờ nếu như mà mở màn lên nè, mà ưng bụng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì theo bạn bên đấy, bạn nữ nói thì 28. Dạ thì em cũng nghĩ vậy. Dạ. Thế mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì chuẩn bị tiền đó chị. Có tiền là cưới rồi. Có tiền rồi. Dạ. Đẹp trai, mặt dạ. mày cao ráo, dễ nhìn, không có lúng đồng tiền nữa. Dạ. Quá dữ luôn. Có tiền là được rồi. Có đồng tiền thôi, chưa chắc có tiền. Rất là dễ thương. Xin chào cô gái, xinh xắn dễ thương. Sao mà 2018 thì nó hơi lâu chút nha. Thực ra là em tuổi ngựa, mẹ em nói con gái tuổi ngựa là nên kết hôn trễ một chút, không nên kết hôn sớm. Em tin vào phong thủy hả? Em hơi có tin một chút. Tin chút. Tin vào duyên số nữa. Dạ. Duyên số nữa. Chị có coi tuổi bạn trai luôn không? Ừ. Tuổi ngựa thì em nghe nói là hợp với 82 với 86 hay là 85. 82, 86, 85 đúng không bạn trai? Không, em 89. 89 tuổi con gì? Dạ tuổi con rắn anh, kỹ tỵ. Vậy là cũng không hợp, không kỵ, không sao ạ. Em không thích điều gì ở bạn nam? Anh ấy nói chung chỉnh chu một chút là được rồi. Dạ. Và có thể là phải có trách nhiệm và biết giữ lời hứa. Giữ lời hứa? Dạ. Đó là quan trọng đúng không? Rồi, đừng mổ ra ông gia đình nữa ha. Dễ thôi, vừa qua anh chỉ cho.
chăm sóc vợ con ha. Dạ. Rồi giặt quần áo cho con cái, rồi lâu lâu rửa chén rồi này thấy. Có, em có giặt cho cháu em. Vậy là được rồi, nữa giặt quần áo cho con cho vợ cũng được đúng không? Có sao đâu đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhà gái mình hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có các bạn của em ạ. À. Chào chị Cát Tường, anh Nguyền Linh và quý vị khán giả. Các bạn. Anh cứ ngồi đi không? Em tên Trang, em là bạn thân từ nhỏ của Mỹ Tâm. Nhà dưới quê là cũng cạnh nhau luôn. Có thể nói Mỹ Tâm là một người rất là khéo tay và có nhiều tài lẻ, biết đan móc, đan len, thậm chí có thể tự đan mũ, đan áo và may quần áo cho mình. Tâm nấu ăn ngon nữa. Với lại nếu như bạn thích một người phụ nữ truyền thống là Tâm đáp ứng tiêu chuẩn. Còn Tâm ơi, bạn trai bên đây mình thấy là bạn ấy làm lập trình thiên về IT thì có vẻ là sẽ phù hợp đối với Tâm đó. Với lại bạn cũng dễ thương, nhìn bạn cũng chững chạc. Nên là hy vọng hai bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội thì có thể đến được với nhau. Quan trọng là có tiền đãi đám cưới rồi đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Trai đi với ai? Vậy em đi với chị gái với các bạn đồng nghiệp. Chị ruột luôn hả? Ông chị họ. À, chị họ. Dạ, với rồi, các bạn chị đồng nghiệp. Xin chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Vâng. Chào quý vị khán giả. Bạn gái bên đây thì khá là xinh xắn, dễ thương. Theo nhìn thì rất là xứng đôi. À, cảm ơn chị. Cơ bản là nhìn xứng đôi là được rồi. Đó cũng chỉ là những ý kiến tham khảo của bạn bè, của người thân mình thôi. Và quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc của mình và cái quyết định của mình. Và bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau đi ạ. Kéo màn. Vài phút ngắn ngủi chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Trời ơi. Nhận em về anh như thế nào? Nãy giờ em cũng không tưởng tượng, cho nên em gặp thế này thì em thấy anh cũng có nét chững chạc. Mà áo sơ mi đúng kiểu em cũng khá thích. Vậy mặc áo thun không chững chạc hả? Ấm giá vậy là tiêu rồi, không bữa nay thôi đó, bữa không có đâu. Tào lõn không? Anh này thấy em cũng dễ thương. Dạ. Em thường thích đi đâu chơi? Em là tính cách khá là ham vui, cho nên em rất thích đi chơi với bạn bè, đi du lịch, đi tham gia hội tình nguyện, thiện nguyện á. Anh có thích đi như vậy không? Anh cũng thích đi du lịch, chưa có cơ hội đi nhiều. Anh có thích coi phim ma không? Không, anh thì phim thích coi phim ma luôn, hành động ma đua. Thật ra em là kiểu nữ tính nhưng mà em lại thích coi phim ma, phim kinh dị. Anh không có sợ ma. Coi không có sợ. Em cũng không có sợ. Giờ cái giọng cô này rất là hay. Đâu giờ kể một câu chuyện gì đó hay là một bài thơ gì đó đọc nó truyền cảm cho bạn. Kể chuyện ma nha. Bạn trai nghe. Tôi sợ ma đó. Dạ không ạ. Thật ra em hồi xưa đến giờ thì em cũng không có viết thơ, nhưng mà mới thời gian gần đây em mới có tự nhiên nổi hứng lên sáng tác một bài thơ. Thơ tự sáng tác luôn hả em? Dạ. Thế nên em sẽ đọc cho mọi người nghe bài này. Bài này em đặt tên là Lạnh Giao Mùa. Sài Gòn lạnh thật rồi ai ơi. Sáng thức dậy mặt trời đi ngủ mất, gió nghịt tóc làm em run bần bật. Giá có tay người em nắm sẽ không sao, đã ai bảo là mùa đông đến mau. Vô tình cho giấc ngủ em thêm mộng, để em thỏa thích choàng khăn len mũ ấm, tìm người thương cho bớt lạnh lúc giao mùa. Rất hay và rất truyền cảm. Bạn trai cảm nhận gì về bài thơ vừa rồi và giọng đọc vừa rồi? Dạ, bài thơ rất hay, giọng đọc rất là truyền cảm, đi sâu vào tim. Ca hát gì lại, đáp ứng lại đi. Em hát dở. Em có thích hát không? Em rất hay đi hát karaoke với bạn bè. Em được phong là thánh cầm mic luôn. Cái mic vàng. Không hát không hay nhưng mà được cái hay giật mic và hay giật remote để bấm bài. Đâu vậy em, anh hát bài gì anh hát đi, rồi có gì em nhảy vô em giật luôn thử được. Đêm đăng tình yêu. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giật mít đi em. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười vàng, ánh mắt đam mê, trái tim đôi không giật. Quên lại. Giật mít liền em, giật mít liền. Không, cái bài này để không thuộc thì rồi. Em biết nhạc nhưng mà lại không thuộc lời. Bây giờ mình văn nghệ rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cảm xúc một chút xíu. Bạn trai nói trước đi. Dạ thì nhìn bạn nữ cũng khá dễ thương, em cũng thích vậy. Dạ. Người ta nói là hôn nhân là cưới một người vợ đảm đang và lấy một người đàn ông có trách nhiệm. Em hy vọng là chúng ta có thể có cái tiền đề để đến được với nhau như vậy. À, mình nói chuyện vui nãy giờ để chúng ta cảm nhận về
sự gặp mặt ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, động lại những gì để xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, xin mời. Người ta nốt bấm. Giật mình. Ủa bà không bấm chứ. Nốt bấm nó không ăn. Cái anh kỹ thuật ảnh chơi bạn đấy. Phú Hồn hả? Dạ. Nút bấm nó không ăn. Thôi, bây giờ mình nắm tay cái đi. Hai bạn đồng ý nhấn nút rồi. Nắm tay nào. Bạn nam cảm nhận thế nào? Tay bạn nữ hơi lạnh. Hơi lạnh. Em sợi ấm. Đấy, hồi nãy giống như bài thơ rồi đó. Đang cần cái ấm để lan tỏa mùa đông mà. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Vừa xem phim, vừa có thể mua sắm thoải mái với thẻ thanh toán quốc tế ECB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan gửi tặng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, xin mời các bạn.